Được lắm, dám dọn ra của ta, ta sẽ cho con người biết tay. Dung Si, sao khỏe? Ngon quá! Wow, công chúa siêu xinh! Wow, chiến binh siêu nhanh! Hero, năng lượng mạnh mẽ, trẻ làm điều hay! Này các cậu, uống sữa Hero vào, giờ tớ đã trở thành Dung Si siêu khỏe rồi này, tớ khỏe lắm luôn! Ôi! Wow, đúng rồi, có tớ đây! Wow! Cậu đúng là chiến binh siêu nhanh, chạy nhanh hơn cả gió đấy. Còn cậu nữa, giờ là dũng sĩ siêu khỏe rồi, nên làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi. Tớ biết rồi. Này các cậu ơi, sữa Hero không những ngon mà còn giúp chúng mình trở thành các siêu anh hùng nữa, thích thật đấy. Đúng thế, thích thật. À, bên trong mỗi lốc sữa sẽ có một thẻ, để tớ mở xem thẻ của tớ là gì nhá. Wow, thẻ của tớ có hình một chiếc xe đạp này. Trên mỗi một lốc sữa sẽ có một thẻ. Nếu may mắn có được chiếc thẻ có hình chiếc xe đạp như thế này thì sẽ được nhận ngay một chiếc xe đạp nhá. Wow, có luôn rồi này. Wow, xịn xò thật đấy. Có một chiếc vật rất to để đồ này. Yeah. Trên xe có hình các siêu anh hùng của Hero này. Mình sẽ đi thử một vòng. Của Hero đi nhanh thật đấy. Yeah. Mình thì cũng may mắn không kém đâu. Mình đã đổi được một bình nước cực xịn này. Chỉ cần sưu tầm đủ 12 thẻ đổi qua là chúng mình đã có ngay một bình nước cực xịn như thế này rồi. Bình nước thì cực đẹp, cái nắp thì rất là chắc chắn, không lo đổ nước ra ngoài luôn. Nhìn này. Wow, mùa hè mà mang bình nước này đi học là các bạn sẽ trầm trồ lắm đấy. Còn tớ thì đã đổi được một hộp bút đa ngăn này. Gọi là đa ngăn vì đơn giản, nó có nhiều ngăn thôi. Một ngăn to này. Một ngăn to nữa này. Bấm, bấm và hai ngăn nhỏ nữa nhá. Nhiều ngăn như thế này, mang đi học mình tha hồ mà đựng đồ luôn. Sưu tầm đủ 24 thẻ đổi qua là chúng mình có thể đổi được một hộp bút đa ngăn siêu ngầu như thế này rồi. Các cậu nhìn chai nước của tớ này, xịn chưa? Yeah. Hộp bút của tớ cũng cực ngầu nha. Xe đạp của tớ cũng xịn nha. Ơ, các cậu, ai là người ném vỏ chuối vào người tớ đấy? Không phải tớ. Là ai? Là ta. Ui, rác. Ta là đại vương rác, với quyền lực thống trị tất cả các loài rác trên trái đất này. Loài không, loài không. Suốt ngày làm bạn mới ra mà cũng đời oai à? Cười gì? Kệ ta! Sở thích của ta là vứt rác bừa bãi, và sở trường của ta là làm cho môi trường bị ô nhiễm. Nhìn ta xả rác đây này! Rác này! Rác này! Rác này! Ui! Này tên nước quái kia, dừng lại ngay! Đúng thế, dừng lại ngay! Dừng lại, không được vứt rác nữa. Ta thích thì ta làm thôi. Lũ tiếp diêu các người mà định sai khiến ta sao? Đừng hòng nha. Rác này, rác này, rác này, rác này. Nếu cứ để rác như thế này, môi trường sẽ bị ô nhiễm mất. Tớ sẽ dọn sạch cho rác này. Ai gặp khó có Hero, 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 Hero. Ta là chiến binh siêu nhanh. Lũ rác kia, hãy xem ta dọn sạch các ngươi đây. Wow, hết sạch rác rồi. Chiến binh siêu nhanh giỏi quá. Rác. Oh, rác của mình đâu hết rồi? Đã bị ta dọn sạch rồi. Được lắm, dám dọn rác của ta, ta sẽ cho con người bên tay.
Ta tinh mắt lắm. Zack làm sao mà nhanh bằng ta? Từ qua để xem pha lệch các ngươi có đỡ được không? Ta sẽ dùng pha lệch để đè bẹp các ngươi. Ui, to quá. Các cậu đừng sợ, để tớ. Vì tớ là dũng sĩ siêu khỏe mà. Ui, mấy đứa này uống gì mà có siêu năng lực thế nhở? Đó chính là Hero, năng lượng mạnh mẽ, trẻ làm điều hay. Là sư Hero, mình gặp đối thủ mạnh rồi, chuồn thôi. Chuồn. Ui, hắn chạy nhanh quá, nhưng không nhanh bằng tớ đâu. Ơ, à, thế còn chúng tớ? À, có xe đạp Hero của tớ kia. Đúng rồi. Cậu khỏe hơn tớ, cậu chở tớ nhá. Ok, cậu lên đi. Mình chạy nhanh như gió thế này, còn lâu chừng mà mới đuổi kịp được. Cũng nhanh đấy, nhưng không nhanh bằng chiến binh siêu nhanh đâu. Được lắm, nhưng để xem làm sao các người bắt được ta. Phép tàng hình. Ui, hắn đâu mất rồi? Tên đại vương Zack này, hắn lại tàng hình mất rồi. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta đến rồi đây. Ơ, tên đại vương Zack đâu rồi? Các cậu ơi, hắn tàng hình mất rồi, tớ không nhìn thấy nữa. Vậy thì để tớ, tớ là công chúa siêu xinh với đôi mắt cực tinh mà. Làm sao mà thế được ta? Hắn đọc kiểu. Ok. Tóm gọn đại vương Zack. Chìa. Còn lâu mới thế được ta nữa. Ha ha ha. Ui ui, sao mình bị trói thế này? Wow, dung sinh siêu khỏe giỏi quá. Đại vương Zack, người không thoát được đâu. Không thể đâu, ta không tin. Chạy đâu cho thoát. Zack à, đây không phải là chỗ cho ngươi tồn tại đâu. Hãy ra khỏi trái đất đi. Yeah, đánh bại đại vương Zack rồi. Chúng mình cùng uống sữa nào. 1, 2, 3, go. Ngon quá. Hero, năng lượng mạnh mẽ, trẻ làm điều hay. Các bạn ơi, hãy uống sữa Hero mỗi ngày để trở thành siêu anh hùng như chúng tớ nhá. Và nhớ sưu tầm thật nhiều thể đổi quả để nhận được nhiều quả xịn sò nữa. Thể đổi quả nằm trong mỗi lốc sữa này nhá. Bình nước xịn chưa này. Hộp bút đa ngăn cũng siêu xịn luôn. Và đây là chiếc xe đạp của Hero này. Các bạn có thể mua sữa Hero tại các cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt của Vinamilk ở khu vực mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.